cùng đại diện các quý vị có mặt trong văn trường ngày hôm nay. Nhà văn lễ thành phố chúng tôi vô cùng xúc động khi được tổ chức tang lễ cho ông Bùi Văn Giá. Thay mặt cán bộ công nhân viên nhà văn lễ, tôi xin được chia sẻ tình cảm đau buồn tới toàn thể cao quyến trước tổn thất to lớn này, và cầu chúc cho hương linh của ông được an giấc ngàn hương nơi dĩ thành. Sau đây, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hải Toàn, phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phường Nguyễn Du, thay mặt ban tổ chức lên đọc lời biểu. Xin trân trọng kính mời.